Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Artisin Zero Hall. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Artisan Zero Ho cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Artisan Zero Hall Thô phận Hydrobromis 5mg Chlorpheniramine in 1,33mg Guaifernesin 50mg Tá dược vừa đủ Dạng bảo chế Siro Công dụng và chỉ định của Atisin Siro Ho Các cơn ho do cảm lạnh, lao, viêm phế quản, ho gà, viêm phổi, viêm phổi đến phế quản, viêm họng, viêm thanh quản, viêm khí phế quản, mang phổi bị kích thích, ho ở người hút thuốc, hít phải chất kích thích. Cách dùng và liều dùng của Atisin Siro Ho Cách dùng, sản phẩm dùng đường uống, uống mỗi 6 đến 8 giờ hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Liều dùng, 2 đến 6 tuổi, sử dụng 5 ml, 1 muỗng cà phê. 7 đến 12 tuổi, sử dụng 10 ml, 2 muỗng cà phê. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, sử dụng 15 ml, 3 muỗng cà phê. Chống chỉ định của Atisin Sirohor. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người bệnh đang cơn hen cấp. Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt. Glocom góc hẹp tắc cổ bàng quang. Loét dạ dày chít, tắc môn vị đến tá tràng. Người cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ đẻ thiếu tháng. Bệnh nhân đang sử dụng các chất ức chế MAO. Trẻ em dưới 2 tuổi. Lưu ý khi sử dụng Atisin Sirohol. Clofeniramine có thể làm tăng nguy cơ bí tiểu tiện do tác dụng phụ chống tiết acetyl trợ của thuốc, đặc biệt ở người bị phì đại tuyến tiền liệt, tắc đường niệu tắc môn vị tá tràng và làm trầm trọng thêm ở người bệnh nhược cơ. Tác dụng an thần của clofeniramine tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với các thuốc an thần khác. Có nguy cơ biến chứng đường hô hấp, suy giảm hô hấp và ngừng thở, điều đó có thể gây rất rắc rối ở người bị bệnh tắc nghẽn phổi hay ở trẻ em nhỏ. Phải thận trọng khi có bệnh phổi mạn tính, thở ngắn hoặc khó thở. Có nguy cơ bị sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian dài. Do tác dụng chống tiết acetalcholine, gây khô miệng. Tránh dùng cho người bệnh bị tăng nhãn áp như bị glaucom. Dùng thuốc thận trọng với người cao tuổi, lớn hơn 60 tuổi vì những người này thường tăng nhạy cảm với tác dụng chống tiết acetalcholine. Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí. Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp. Dùng Dextrong thô phận có liên quan đến giải phóng histamine và nên thận trọng với trẻ em bị dị ứng. Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân bệnh mạch vành, đau thắt ngực và đái tháo đường. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai, thận trọng khi dùng Desloratadine cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ đang cho con bú, thuốc qua được sữa mẹ, vì thế không khuyến cáo sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuốc có thể gây ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ và suy giảm tâm thần vận động trong một số người bệnh và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy. Cần tránh dùng cho người đang lái xe hoặc điều khiển máy móc. Tác dụng phụ của Atacin Siro Thường gặp. Hệ thần kinh trung ương, ngủ gà, an thần. Tuần hoàn, nhịp tim nhanh. Tiêu hóa khô miệng. Toàn thân, mệt mỏi, chóng mặt. Tiêu hóa, buồn nôn. Da, đỏ bừng. Ít gặp. Da, nổi mề đay. Hiếm gặp. Da, ngoại ban. Tương tác thuốc. Dextrom thô phận. Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể tăng cường tác dụng ức chế thần kinh trung tương của những thuốc này hoặc của Dextrom thô phận. Quinidin ức chế cytochrome P4502D6 có thể làm giảm chuyên hóa của dextromethorphan ở gan, làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong muốn của dextromethorphan. Chlorpheniramine, Chlorpheniramine, các thuốc ức chế MAO làm kéo dài và tăng tác dụng chống tiết acetylcholine của thuốc kháng histamin. Ethanol hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương của chlorpheniramine. Chlorpheniramine ức chế chuyên hóa phenytoin và có thể dẫn đến ngộ độc phenytoin. Guaifenesin Guaifenesin làm tăng tác dụng giảm đau của paracetamol và aspirin, tăng tác dụng an thần của rượu, thuốc ngủ và thuốc gây mê tổng hợp. Guaifenesin làm tăng tác dụng của thuốc giảm trương lực cơ. Tương kỵ Destrom thô phận tương kỵ với penicillin, tetracycline, salicylate, natri phenobarbital và nồng độ cao kali iodit, natri Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Artisin Siroho, đồng thời biết cách sử dụng Artisin Siroho sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham